Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay, thứ tư ngày 23 tháng 8 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại trong xuống tăng nhẹ, đứng quanh vùng giá 1.993 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm nhẹ, giao dịch ở mức 103,50 điểm. Đối thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ, giao dịch ở mức 26.056 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống giảm, giao dịch ở mức 4,303% trên một năm. Còn đối thị trường năng lượng thì giá dầu thô tăng nhẹ, giao dịch ở mức 79,77 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Như vậy là sau nhiều ngày liên tiếp sụt giảm, giá vàng trên thị trường thế giới đã bật tăng trở lại khi mà một số ngân hàng tại Mỹ bị hạ bậc tín nhiệm. Trong phiên giao dịch đêm qua theo giờ Việt Nam, giá vàng trên thị trường thế giới có lúc từ vùng giá 1.904 đô la Mỹ trên một ounce xuống còn 1.890 đô la Mỹ trên ounce. Thế nhưng đến thời điểm 6 giờ sáng ngày hôm nay, giá vàng trên thị trường thế giới bật tăng trở lại và đứng quanh vùng giá 1.898 đô la Mỹ trên ounce, tăng khoảng hơn 4 đô la Mỹ trên một ounce so với mức giá cùng thời điểm ngày hôm qua là 1.894 đô la Mỹ trên ounce. Và đến thời điểm hiện tại, giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục tăng nhẹ, đứng quanh vùng giá 1.901 đô la Mỹ trên một ounce. Thị trường vàng thế giới biến động trong bối cảnh tổ chức S&P Global Rating hạ xếp hạng tín nhiệm đối với một số ngân hàng tại Mỹ. Từ đó mà nhiều người tăng nhu cầu nắm giữ kim loại quý để bảo đảm an toàn vốn, giá vàng trên thị trường thế giới có động lực để bật tăng. Thế nhưng do lãi suất trái phiếu Mỹ ngày càng tăng nên giá trị của đồng bạc xanh tăng theo đã cản trở xuống đi lên của giá vàng thế giới. Tuy vậy thì các nhà phân tích lưu ý rằng vàng có thể tiếp tục được hưởng lợi từ nhận thức ngày càng tăng của thị trường rằng cục dự trữ liên bang Mỹ Fed đã hoàn tất việc tăng lãi suất. Theo đó thì đồng bạc xanh không thể giữ vững đà tăng giá có lợi cho giá vàng trên thị trường thế giới trong thời gian tới. Những yếu tố tích cực thì bên cạnh đó vẫn còn những yếu tố tiêu cực. Cụ thể, giá vàng trên thị trường thế giới được dự báo chưa thể bứt phá đi lên. Theo chuyên gia Chris Giertet đến từ Atron Insight, các yếu tố cơ bản, các hợp đồng mua bán vàng, tâm lý thị trường và các tín hiệu kỹ thuật đều chỉ ra rằng vàng sẽ có một khoảng thời gian trùng lại trước khi mà bứt phá đi lên. Theo vị chuyên gia này, lợi tức đang ở gần đỉnh nhưng chưa tới thời điểm quay đầu giảm mạnh, khả năng lãi suất cũng như lợi tức trái phiếu giảm có thể là câu chuyện sẽ xảy ra trong năm 2024, và điều này cũng đồng nghĩa với việc trong ngắn hạn vàng khó có thể bứt phá đi lên. Bên cạnh đó thì một đồng nhân dân tệ của Trung Quốc yếu cũng giữ cho đồng bạc xanh ở mức cao và tác động tiêu cực tới giá vàng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay thì mặt hàng vàng miếng SJC trong nước thì vẫn tiếp tục duy trì xuống tăng. Còn với mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì không có điều chỉnh về giá. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đã niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 67,10 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 67,72 triệu đồng trên lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với mặt hàng vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 67,10 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 67,70 triệu đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Với giá vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay còn gọi là PNG, mua vào mức 67,05 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,70 triệu đồng trên một lượng, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Và mức giá này thì áp dụng cho cả hai khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Với giá nhận bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đã được mua vào mức 55,90 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 56,85 triệu đồng trên một lượng. Hiện tại thì không có điều chỉnh về giá. Đối thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay, ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức 23.898 đồng trên một đô la Mỹ, không có thay đổi so với phiên ngày hôm qua. Với giá đô la Mỹ, các ngân hàng thương mại hiện tại tăng nhẹ 20 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán, được mua vào phổ biến trong khoảng 23.720 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.090 đồng trên một đô la Mỹ. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do, mua vào mức 24.040 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.140 đồng trên một đô la Mỹ, hiện tại thì không có điều chỉnh về giá so với thời điểm ngày hôm qua. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé.
Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6 triệu 710 nghìn, bán ra 6 triệu 770 nghìn, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 đồng trên một lượng, và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 6 triệu 710 nghìn, bán ra 6 triệu 772 nghìn, tăng 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6 triệu 705.000, bán ra 6 triệu 770.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6 triệu 700.000, bán ra 6 triệu 760.000. Doji Hà Nội mua vào 6 triệu 695.000, bán ra 6 triệu 775.000. Phú Quý SJC mua vào 6 triệu 645.000, bán ra 6 triệu 705.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6 triệu 715.000, bán ra 6 triệu 768.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. My Hồng SJC mua vào 6 triệu 710.000, bán ra 6 triệu 745.000, giảm nhẹ 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng STC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6 triệu 725.000, bán ra 6 triệu 765.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6 triệu 640.000, bán ra 6 triệu 780.000, tăng 10.000 ở chiều mua, tăng 30.000 ở chiều bán. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6 triệu 695.000, bán ra 6 triệu 775.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6 triệu 710.000, bán ra 6 triệu 772.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng STC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này tăng nhẹ 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 đồng cho đến 660.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 6 triệu 710.000, bán ra 6 triệu 772.000. STC Huế mua vào 6 triệu 707.000, bán ra 6 triệu 683.000. STC Miền Tây mua vào 6 triệu 665.000, bán ra 6 triệu 772.000. STC Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 6 triệu 710.000, bán ra 6 triệu 770.000. STC Bạc Liêu mua vào 6 triệu 712.000, bán ra 6 triệu 775.000. STC Quy Nhơn mua vào 6 triệu 710.000, bán ra 6 triệu 772.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6 triệu 708.000, bán ra 6 triệu 772.000. Cuối cùng là giá nhận một số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Thời điểm này thì không có điều chỉnh về giá và đang được niêm yết như sau. Nhận một số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5 triệu 590.000, bán ra 5 triệu 685.000. Nhận một số 9 loại nửa chỉ, mua vào 5 triệu 590.000, bán ra 5 triệu 695.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5 triệu 575.000, bán ra 5 triệu 645.000. Vàng 24K mua vào 5 triệu 469.000, bán ra 5 triệu 589.000. Vàng 18K mua vào 4 triệu 049.000, bán ra 4 triệu 249.000. Vàng 14K mua vào 3 triệu 106.000, bán ra 3 triệu 306.000. Vàng 10K mua vào 2 triệu 169.000, bán ra 2 triệu 369.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn ở quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.